Đây tương lai là trung tâm suối đồng của xã. Để nó lên nó xây cái gì ạ? Xây nhà. Nó chia từng lô nó bán nó từng người để lấy tiền à, bây giờ mình đến mình xem mình lấy các nhà được không? Không, từ ai muốn đến đây có được xây được nhà mới được không? Không, sai kế hoạch, sai kế hoạch thì rồi vậy sao mua đó để làm gì? À, thì sai mua lấy vài bữa để bù lại á, để từ đất để mà chứ làm được ai làm xây đâu. À, mua rồi không biết làm gì phải không? Không, từ đất mình có một hai miếng bán thôi chứ có bán được đâu, mà người ta mua người ta vẫn chưa dám được chưa xây được. Dự án này dự án gì? Dự án là xây chung cư và khu siêu thị. Tên gì? Đấy, chúng ta là của Lý Hòa đó. Lý Hòa hả? Trung tâm đây toàn karaoke, cà phê, quán nhậu để xung quanh đây hết. À, nó mở ở đây nè. Xung quanh đây hết, chúng ta là chung khu vực này là số đông nhất này. Xong rồi á. Quán cà phê cây dừa. Mấy cây dừa. Mình mua rồi.